Kính thưa quý vị, phi cơ duyên phòng đưa rùa hiếm đi điều trị ở SeaWorld, tin từ San Diego, California. Lực lượng duyên phòng Hoa Kỳ hôm thứ Tư dùng phi cơ chở hai con rùa biển quý hiếm từ tiểu bang Oregon đến thành phố San Diego của California để bắt đầu cuộc điều trị dài hạn tại SeaWorld. Đây là hai con đội mồi dứa hay Olive Ridley thuộc loài bị đe dọa tuyệt chủng, được tìm thấy mắc kẹt và hôn mê trên bờ biển phía bắc Oregon hồi tháng 12 năm 2015. Hai con rùa cái được đặt tên là Thunder và Lightning bởi vì chúng được tìm thấy sau những trận bão mùa đông lớn. Lâu nay, chúng cư ngụ tại công viên hồ cá Oregon Coast và các nhà sinh vật học hoang dã hy vọng sẽ đưa chúng trở về tự nhiên. Hai con rùa được chở đến một chuyến vận tải C-130 Hercules bay từ Oregon đến căn cứ hải quân Coronado ở San Diego và rồi từ đó được chở bằng xe vận tải đến trung tâm giải cứu động vật SeaWorld gần đó. Thunder dài 2 bộ và nặng khoảng 80 pounds, bị mất nhiệt nặng khi được tìm thấy ở Pacific City, tiểu bang Oregon. Lightning cũng dài 2 bộ và nặng khoảng 50 pounds, bị mất nhiệt và nhiều vấn đề khác, bao gồm thương tích ở cả hai mắt. Tại SeaWorld, chúng sẽ hội ngộ Solstice, một con đội mồi dứa khác được giải cứu hơn một năm trước cũng tại Oregon.